Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay mình cho các bạn xem là mình trồng chuối nha các bạn. Đây, cái đất của mình đang ở nó cứng lắm. Đó, đá không heo. Mình chỉ cần cây cuốc nè. Một cái xà beng nè. Đây xà beng. Đó xà beng này. Đất này á, trước khi đào á, phải đào cái lỗ nhỏ. Xong mình đổ nước vô, mình chờ cỡ nửa tiếng đồng hồ cho đất mềm, xong ra mình đào thành cái lỗ lớn, cái mình đổ nước vô, cái mình chờ nửa tiếng, tiếng hoặc nửa ngày mà đi công chuyện thôi. Xong chiều mình đào tiếp lỗ bự thật bự, cái từ từ nó mềm xuống. Chứ mà đào không, đất này trời nắng đào dội cuốc luôn á. Trời mưa thì nó nhão, đất này đất sét mà đá không à. Ví dụ cái đất sét mình đào mình không nói, cứng mình nói đi. Còn đào trúng đá, đá bự bự nè, đá này là đá nhỏ nhỏ nè, đá bự nè, đá bự có đá cục đá chà bá luôn á, là bỏ lỗ đào lỗ khác nha, rồi mình trồng chuối trên đá luôn. Mà nghiệt cái mình trồng chuối trên đá, tự nhiên cái gốc chuối với cái ngọn nó bằng y nhau à. À, không cái gốc nè, gốc chuối với cái ngọn nó bằng nhau luôn. Đó, mình trồng vậy. Đó, bây giờ nó ra cái quầy luôn rồi. Nó ra cái quầy bự lắm. Đó. Tại vì cái ngọn nó tốt quá. Ra cái quầy bự. Nó lên cái cây mà nó đội đá lên luôn. Ha, nó lên cây mà nó đội đá lên luôn à. Cái này được đá không? Cây đó cũng có quầy luôn à. Đó, các bạn thấy quầy không? Đó, có quầy kìa. Đó, đất này khô cằn à. Đá không? Đá không? Này, dứt. Dưới gốc cây có đá xanh luôn hay chưa. Trồng chuối trên đá. Mà mình trồng trên đá tự nhiên cái gốc với cái ngọn nó bằng y nhau à các bạn. À không đá không à. Chứ nó ra cái quầy bự chùm chàm luôn. Đây, đó cây đó cũng có quầy luôn kìa. Bây giờ cái quầy ngay cái nhánh cây trứng cả. Cây nào cũng cái gốc bằng cái ngọn hết á. Chuối này ăn tốt cho những trường nha, chuối này cho những chuối sáp nha. Cái này luộc ăn tốt lắm, chuối sáp này luộc lên ăn hả, nó có mặt ở trong ngọt lắm. Rồi cái bắp cũng ăn được, cái bắp không có chát. Chuối này mình ăn hoài luôn, ngon. Nó khác chuối sáp ngoài chợ nha, chuối mình trái bự lắm. Rồi chào các bạn nha.